Đó, hôm nay tại khu du lịch sinh thái Áo Dòng, mấy anh em đang thực hiện dịch vụ trải nghiệm, đó là giỡn trà bắt cá. Mời cả nhà giỡn trà cùng với anh em mình nha. Nay bốn anh em mà anh em kia đi lấy thao với lấy sọt đựng cá rồi mọi người ơi. Còn mình mất bận quay phim. Chút xíu mình xuống mình chắc trà ra. Chút là đổi người nha. Trà này là trà mùng nha mọi người. Đó. Đừng có lâu, chạy không? Được chưa chú? Chạy dây rồi đó, ơi, nó chạy dây rồi đó nha. Bỏ ra đây chết. Lại buộc đây nè chết. Bỏ đây nè. Nhảy gì đó. Mới vừa chạy. Bỏ ra đây chú, gục nó khó lên lắm. Bỏ đây, lại buộc cái giữa. Buộc cái giữa nè, bỏ lưới nó xuống đi. Vậy là dù lỡ cá nhỉ, kia còn dính xuống được. Lặn chiếc cụ không à, đâu đó. Rồi nè, lặn xuồng qua đây nha. Từ. Rồi. Bây giờ là tới khúc gạn trà nha mọi người. Kéo lưới lên nè. Bỏ vô cái bộ máy đó. Nhiều loại cá tự nhiên lắm. Anh mập ở dưới này anh hút đất vào. Đó, cá chốt, thảy thao vô. Đây cá chốt. Cá chốt này nó làm đã lắm nè. Đó. Ồ, hai ba con luôn. Cái này mới có gặn lá à. Sừng nó giật lắm mấy mày. Đây đây. Chết bà nó hình như nó giặt lưới ra ngoài hay gì rồi. Bởi vậy giặt ra lưới dày nè, dịch lưới dày vô. Dịch lưới dày vô. Rồi ông chính với ông cảnh sơn nữa đó. Chính với cảnh xã, xã lại luôn. Chính xã lại bớt đi. Vừa vô lưới lỗ nó mới. Ừ. Tôi với ông chính dịch ông xã ra. Ừ. Đứng nó vô đi. Đưa vô lưới dậy vào cũng được, thấy nãy cũng nhẹ lắm. Lên đi mập. Dạ. Không mấy lên nhà luôn đi, lên xuống nhà lên đây nè. Đó, cá sơn kìa. Đâu chứ. Đâu cảnh. Hạ xuống, cái quầy nặng dưới không nổi. Lên lên luôn đi. Không mấy lên luôn được không? Lên luôn nha. Đó, để cao lên. Để ra ngoài cho đi. Đây 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 con cá này lưới, đây con nữa. Đầu luôn. Nè, lưới hơi dẫn xong lưới. Ông nhiệm vụ ông lo ông ngồi. Nhiệm vụ ta đây là ta bắt cá. Trời ơi. Lưới ca. Mướn ca ca men này nó đi theo á. Nó quay nó sợ té xong rồi. Lên
nóng nóng bị ngoài luôn thì trong thả ra bớt cho gia trình nó đây cá thắt lát, nó có cá thắt lát nữa nè, hai viên gì, hai viên cái rút, hai viên cái rút đi chỗ bớt này nắm gì lên nè, nó ôi thấy nó bự nè, hai con gì thấy lát bự lắm, lát gà báo luôn phải không? Vừa nay nó chả tới tối nhậu rồi, nó nhẹ nè, nó ra nhẹ đó, nó cái gì này luôn nè, tên đó lên này nhẹ đó nhẹ rồi cảnh ra lộ hè cảnh nó tính nè. Ồ, cá chốt nó chừng. Hôm nay nó kéo nha mọi người, ai kéo được cá là lấy cá. Giành giật nha. Đó. Đưa. Rồi đưa lên nè. Đưa nè. Đó. Thử lớn cho em, lợp lại cho em. Vô cá nữa. Đây, có con cá mặt quỷ. Đây có con cá mày lúa nhỏ nhỏ. Đưa cao lên. Cái tiền kìa. Cái tiền kìa. Đây, con cá chặn cái tay. Cái tiền kìa, bắt con cá tiền. Cá chèn hả? Ừ. Cá chèn mình sợ. Đây. Con cá chèn mới nở hôm qua. Đây cho nó khỏi. Đây. Ủa? Con cá mày lưới mới nở hôm kia. Anh bỏ đi đây, tụi nó xuống rồi. Cho cái cá lội ra nó bị chết. Lội qua nó nó định chết. Để trà chuyên nghiệp rồi mà. Kìa, cá chốt em miệng ra. Nó. Cá chốt em miệng kìa, hái ao mà bước nó bóng luôn. Mình nó cắn luôn bây giờ. Vậy đó, cho cá nó dở lên. Đây, dở lên. Gác không? Được chưa? Không, mình nhấp cho nữa không? Hốt gác kìa. Đó, con cái gì nữa, thở thôi nè. Mày cho tôi kiến ha, ra ngoài đi. Đây, con chuẩn đi chỗ ta luôn. Dở gì ta đúng này. Cái gì mà thứ ba, ý ta không đi được chứ. Gác không mọi người ơi, cái này không có cá rồi, chưa có cá. Đó. Đây. Cá mày lưới nó trốn trong không gắt. Thấy không? Đi gửi ra mày, nửa chừng tao nói nửa ký mà hai ký đó. Nó lát bự đàn đó. Vậy nó có cái bự cũng được. Rồi sao chỗ đó? Đó đúng chưa? Chà mới mà. Chà mình mới bởi vì bả gì cá. Cái lóc tôi tiêu trời. Cái lóc như trong quần không thấy gì quá. Cái lóc hình như trong quần ngóng không chịu thả ra. Gạn chứ được mấy kilo à. Đây. Đây con này. Đây. Bà nó con cá thắt lát hay quá nó trốn. Bắt nó giờ hoài không được đó. Đây con cá thắt lát chà bá. Cầm từ tới nghe mọi người để nó dãy bắt đi. Mấy em kêu đánh mình chết luôn. Đó. Chà bá chưa? Chà bá luôn. Đẩy vào đi. Để ra ngoài. Chắc ký lô quá. Có một nồi luôn. Rồi rửa tôm đi mấy anh. Rửa tôm ra mọi người ơi. À, không có tôm, có cá lại. Cua đồng ra. Cua luôn hả? Cua đồng luôn đó lên. Cua đồng ra, quay bắt cua lên đây. Đâu cua đâu? Tôm bự càng. Tôm mọi người ơi. À bắt được con tôm mọi người ơi, tôm hơi nhỏ, tôm bự càng. Ôi, ông kìa coi vô mánh rồi, cá lắc lắc nè. Cá lắc lắc mấy trăm ngàn ký nha. Hai con chà bá chưa có dở hết. Nhưng hai con chà bá đây một con nữa nè. Với con tôm mười càng. Đang tích cực kiếm tôm trong đây nghe mọi người.
Nè, bóng tượng kìa, bánh ký kìa. Ồ, cá bóng tượng bánh ký luôn. Nè. Chắc 2 kg, 1 ký mấy 2 ký á. Cá cũng ngon, nhiều loại cá quá. Cái này nè, cá chiều nó ông chích chiều đúng cái. Ồ, nó chiều hợp. Cá gì cũng có hết. Đa số là mấy loại cá nước ngọt. Hai tuần mấy anh em tôi dở trà một lần nha mọi người. Nhớ đón xem nghe. Đó, cá chạch. Cá chạch này mình dùng giòn giống chắc lắm mè. Quá chế bùi chét. Quá chế bùi chét chó. Bỏ dây đó luôn đi. Chưa. Bỏ chí. Chưa chưa để hốt mà. Bỏ chí. Đây mình tạm thời mình có phe cá với mọi người được nhiêu đây nha. Nhiêu đây chắc đủ bữa ăn sáng nha mọi người. Đâu? Đây, mấy anh coi đi. Đó, cá ngon lắm. Nè, cá thắt lát nè, cá bóng tượng nè. Cá mày vinh nè, mày vinh nè mọi người. Ai biết cá mày vinh không? Mày vinh thấy không? Cá mày lưới nè. Đủ thứ loại cá chưa? Cá mè lưới nè ha. Cá mặt quỷ nè. Cá mè quyển nè, mọi người có ai biết cá quyển không? Nè, cá quyển nhiều lắm nha. Đó, đủ thứ chưa? Cá sạch đồ, nhiều loại cá lắm nha. Có dịp mọi người ghé khu du lịch sinh thái Gáo Vòng trải nghiệm dở trà với mấy anh em tôi nha, để làm món ăn dân dã miền Tây. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ mấy anh em tôi. Mình chút xíu đi dở đống trà tiếp theo quay tiếp nữa nha. Tạm thời đem cá lên nấu cơm ăn mới được. Đói bụng rồi, chưa rồi.